Xin chào mọi người. Cái video này cũng tình cờ thôi các mọi người ạ. Thì hôm nay em đi vào thôn Mã Tỉa, một nơi mà em Phánh Phiang vừa trao tặng một số món quà cho bà con đấy. Hôm nay đi vào đây em mới huy béo này. Đi vào đây thì gặp bà cụ đựng một bó củi rất là nặng ấy. Bà nhà ở xa đây không? Chị Pao à? Ồ, nỉa chị Pao à? Ô, nặng đấy nhờ. Ừ, thế là chê nhó hoa tư. Chê nhó bé. Ờ, cho bé nhó Mã Tỉa. Nhó Mã Tỉa bổng rung đó. À. Ồ, nhà không? Nhà là nặng đấy. Nhà mà nhẹ lâu lâu, nhẹ chị ua mà chị tao nó. Ờ, bà bảo là bà không biết làm gì hết, bà không làm thì không có cái gì ăn. Ồ, chê nhó, nhó bùa tí Mã Tỉa. Ờ, ô, nhờ cho nó đi pu tu tu rùa mù hả? Ờ, mà tu rùa mù mà nhớ tu chỉ pu nè chơi nè, ô tập béo ô lu chơi à? Ô lu chơi. Cá kê, ô cá kê mà ô cho nó. Kê kê cho nhớ tí kê lão sò hả? Hả? Ờ, nhờ pu pu chê lão sò chỉ pu. Lão sò. Ừ. Cha chôn tàu mà. Ờ. Cha chôn tàu như thế. Ờ, cho nhớ tí hả? Ờ, cho nhớ tàu, tu cha chôn tàu như sa. Ờ ờ ờ. Tàu à. Ở chỗ Quảng Đông tàu à khó đấy nhiêu à cho luôn tàu khác kia nào cho cái chơi nhập hộ quân tàu khác kia đi sao ờ ừ. Ờ cho pu pu lo mà ờ pu lu xe pu tu tu rồi mua hả nhau rồi ờ làm cho tụi này thâu về ừ ừ ờ thâu xe mua mà ừ đi đi em dọn xe xuống lấy xuống chở lên cho cụ à từ đây đi lên đến nhà cụ chắc rơi vào khoảng hơn cái số ấy nhỉ ừ. Rừng đa thì em cứ chở lên trên chỗ rừng đa nhé cha chỉ à ừ. Mọi người nhìn sao sao bà không đi đi giày vào chi chi mu mu à mu nhăn đi mà mo pia mo lu chân nữa ừ. Em cái bê được không nặng lắm nặng lắm à thì được không được được đây để anh hộ ồ, có chở được không? Chở được. Đấy. Thì em chở lên trên kia nhá. Chở lên trên chỗ đầu rừng đa ấy, chỗ mà hôm trước vừa phát gạo cho mọi người ấy nhá. Ừ. Giữ hộ để em có phải buộc không? Không cần đâu. Xe côn này đi khó đấy, anh sợ rơi đấy. Đây 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 đây. Ơ pung pung à rơi. À niền 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 à chở ba cầm đấy, đó đó đẩy nhá. Ờ cầm cơ rút nó đi lên. Ờ. Đây. Được không? Cẩn thận rơi không? Tao chỉ tao. Rồi. Ờ mu chê hả? Ờ. Em cứ để trên rừng đa nhá. Em thật ra thì cái video này cũng thật tình cờ. Ừ, ở Mitu mà em với lại Huy Béo, các mọi người nhìn ở đằng sau đít xe của Huy Béo vừa rồi thấy có một cái đám cái cành cây có lá xanh xanh không? Thì cái đá xanh xanh ở sau đấy là lá vối. Em với lại Huy thì về em lại thích uống nước vối mà nên đi xuống lấy lá vối thì trên đường về thì thấy cụ đây. Cụ đi lấy củi về. Đây bó củi cũng nặng, em huy một mình em khó bê mà mọi người nhìn cụ đấy. Ừ. Ừ. Mua chê hả? Ừ, mua chê. Ừ. Ừ. Ủa mày tu chỗ thế? Ồ, nhà ừ. Tụi mà mày tu ba tụi này ít chị rồi. Rông rồi. Bà đang cảm ơn. Bà bảo là mệt quá, bây giờ giữa buổi trưa nữa. Thì... nóng ừ. May mà có thằng cháu giúp đưa về ừ. Ừ. Đây. Khu vực này là vành đai biên giới các mọi người nhé. Oh. Chú chỉ lo đi ua con lửa chỉ thưa mà tôi trên này là ôm trên này thưa cái này cứ sao ờ.
Đi bộ tương đối mệt. Để đâu em? Ờ, cho nhau tí à? Ờ. 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 Em đi lên kia đợi đến trước ấy, anh đi bộ ông cụ lên trên. Đây, cây lá vối mình với Huy Béo vừa đi lấy về này. Còn dắt sau xe nhá. Đi đâu về? Cho trâu đi tắm á? À. Nhà nuôi nhiều trâu không? Có một con này thế à? Đấy. Bà đang rất vui đấy à. Anh vừa cho Béo chở cái bó củi về cho bà. Thế bà chở nặng quá. Bà là ở một mình à hay là có con cháu gì không? Đúng để anh phải có của bà đấy. Anh là con bà. Ôi trời ơi, tưởng là ấy. Thế thì bó củi kia nặng quá. Nặng quá. Hãy để bà vác một mình đấy. Thế thì cho trâu nó điệu về luôn. Ở nhà cũng có rồi mà. À anh là con của bà luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ. À. Thế thôi được rồi. Đi. Em vừa thấy bà điệu bó củi nặng quá nên là cho ông Béo nó điệu về hộ. À. Đi nhà chơi đấy. Lên nhà chơi. Ừ. Ôi thôi cậu đang bảo về nhà ăn cơm ấy nhưng mà bây giờ mấy giờ rồi? Ôi 1 giờ trưa rồi. Đâu nhà anh ở đâu? Ở trên đường xe. À ngay trên đường xe đây đó gì? Ừ. Thế là anh với bà là hai mẹ con ở à? Đúng. Nóng nhờ. Em tưởng này trời mưa. Đây à, qua đây lên nhà. Huy Béo ơi, em chuyển xuống đây. Nhà bà ở đây mà. À đấy có đường lên à? À ừ. Thế là dắt trâu qua đây. Rồi. Thôi em lên xem mà bảo ông Béo nó giúp chuyển lên sau vậy. Anh cứ lên đi. Đâu? Đây anh giúp anh một đầu. Anh cầm máy quay không ấy được, mày cầm sang bên kia đi. Bên này thì gai à? Gai à? Rau kỳ à? Rau kỳ cái gai. Rau kỳ. Đâu không phải là hàn đâu. Em Huy lách vào đây thì bị cái lá han. À cái này cái han à? Cho nên cú tùm pua này. À. Em Huy Béo bị cái lá này nó mắc vào chân, nó bị buốt chân. Buốt à? To như heo ơi. Ôi đây. Đây. Bà một mình các vần á. Thôi bà cứ để đấy, cho Huy nó với cháu giúp nào. Đợi nói cái chân ạ. Đâu nhà bà ở đâu? Bà chỉ nhà bà đi. Chê à? Chê nhó tự à? Chê đi à? Nhà bà đây. À. Được chưa? Như con hàn ấy. Con bọ lẹt ấy. Đâu anh xem chân nào. Đâu. Mắc hết chân này. Sao nào đi nhỉ? Ê em gái. Ra hộ khênh ngay lên xe cái nhỉ?
chị Bao à? Chị Bao hay à? Ồ. Bao 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 thả mông chị Bao. Chị Bao à chị? Ờ. Thế là nếu như cụ đúng như cụ nói thì em đây bị câm. Pa 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 bao lửa. À. À thì đây Huy có em giúp à. À. Em gái này là bị câm. Được chưa Huy ơi? Ôi có sao không? Ừ em không biết trả lời được. Đây Huy ngồi lên đi, anh giữ đây rồi. Thế là chở củi về cho cụ để mất hai chặng nữa. Cái nhà có bạt xanh ở trên nha Huy nhá. Lại cho em Huy chở tiếp lên mình với cụ đi. Ờ tuân đi tuân nhủ à? À sai chứ? Kê kê ni mu sáu chê tao hả? Ờ đi. Đi bà đi trước đi. Mình với bà đi tắt. À, cụ với mình sẽ đi tắt. Còn Huy béo thì nó đây. Nó đi lên cái đường chỗ đầu ngón tay và quay ra đây sang đây. Đâu? Đâu, nhau đi rồi ra. Nhau đi à? Ừ. Bỏ xuống đây luôn em ơi, xe không lên được đâu. Lên rồi. Ôi, ổn lên chỗ kia. Ờ. Tao là bà cụ mời em vào nhà. Ừ đợi anh chút. Anh tên là gì? Tên là Lúa. Lúa à? Hình như là anh em mình gặp nhau rồi nhỉ? Phải không? Chẳng biết. Ừ, đây là vợ à? À. Đấy, mặc quần vào chứ. Sao lại trần chuồng đấy kia? Đây là thằng anh, còn đây là thằng em. Hai anh em. Đấy, thế là tốt rồi đấy, lại mất hai thửa đất đấy. Đất thì nhiều mà lo gì nhỉ? Là vẫn thích một cô gái à? Thế một cô gái là để ra lại con trai. Thế là được, thôi hai con trai được rồi. Nhà mình là cả làm ruộng, cả làm nương ấy nhỉ, trồng lúa với trồng cả ngô à? Ờ. Nếu mà trời không mưa thì là không đi làm được. Trời không mưa thì phải là đất khô thì nếu mà rất là cứng không có nước làm. À, phải đợi trời mưa. Chứ quanh đây là không có cái chỗ nào có cái mương nước chảy về. Cũng khó khăn nhỉ. À, đây này thì phải là có nước thì mới làm được. Đấy, phụ thuộc hết vào ông trời. Đấy, ông trời thương thì là mưa thì là có nước đi làm ruộng, đi cày. Nhà em có nhiều ruộng. Cái rồi. À. Không có thì lúc có mưa to ấy, có nước nhiều ấy. Là nhưng mà không có mạ. Cuối tháng 5, cuối tháng 5, đầu tháng 6 rồi. Vâng. Gieo mạ rồi à? Không có. Không gieo mạ mà. À. Có nước thì không gieo mạ được đâu. Không thế là chưa gieo mạ, bây giờ là còn chưa mạ còn chưa gieo. Ừ. Chưa gieo. À. Vâng. Thế là bây giờ vẫn phải đợi trời mưa thì mới gieo mạ, à. Xong mới là đi cấy. Thế thì muộn quá, sợ lúc ăn thá bảy ông ấy, tháng 8 ông thì nó không mồng được. Qua thì không túc. Đấy, không đúng mùa vụ thì lúa nó không tốt thì không được bao nhiêu thóc đúng không? Thế thôi nhá, anh xin phép đây. Đấy. Anh xin phép về đây cũng muộn rồi. Nhá.
thì về thì phải là chơi. Ôi anh tiện đi qua thì gặp bà ấy lên thì anh đưa củi về đây giúp bà thì tiện vào anh xin điếu thuốc thôi. Nếu mà đi thì phải là lúc nào về thì phải về nhà cho nhá. Lúc nào về phải về đấy thì nhớ nhá, mời rồi nhá đúng không? Được rồi, lần sau anh qua anh còn vào đây nhiều đấy, còn các cháu bé các thứ ở đây là một số cái hoàn cảnh đấy là đặc biệt ấy, thì là anh sẽ cái bạn Phen Phen hôm vừa rồi mà cho gạo mọi người thế này em biết không? Đấy thì bạn ấy giao cho anh là vào đây hỗ trợ bà con ở đây, anh sẽ vẫn quay lại đây. Đấy nên là anh sẽ còn quay lại đây nhiều, thì anh sẽ vào nhà em đấy. Ừ à quên mất, quên à, có cái cô bé lúc đấy mà không nói được ấy là bị câm à? Trên đường hả? Ừ. Nhưng mà nó không nói được ấy. Hỏi bà ấy, bà biết lấy giúp ấy đấy, hỏi bà. Ba cái tu mi nhỏ nó tí nó chê nhau từ. Tu chỉ bao hay à? À, cắt thật cho ấy à. Nhà kia. À, nhau một con của nó ấy. À. Nó ở trên đường này. Ở đâu em? À cũng ở kia gì? Đúng rồi, phải gái à. Ừ, con gái. Con gái. 21, 22 tuổi. Ờ. Là cũng bị câm. Vâng. Ờ. Vì lúc xưa không biết. Nhà xưa nó biết nó chuyển. Ừ. Lúc trước bé thì phải biết nó hai cũng nhiều đi tiên nhiều thì dân tay này không nhìn thấy ấy. Ờ. Nó béo quá dân tay không nhìn thấy ấy. Tiêm trên đầu ấy, tiêm bỉ đầu bỉ được cái da thật cái này ấy. À nghĩa là ngày lúc nhỏ là biết nói. Ờ lúc nhỏ. Ừ, xong là đi tiêm là khi mà đi tiêm là không nói được nữa. Vâng, đi tiêm tiêm nhiều quá vì là ví dụ lúc tiêm dây này là bị tiêm được cái dây thật cân này. Rồi rồi, em hiểu rồi. Ờ. À rồi hiểu rồi nhé. Ừ. Thế là cô bé đấy là không bị câm, là không phải bị bẩm sinh. À. Ừ. Thế thôi nhá, anh cảm ơn. Đấy nhớ nhá, mời anh rồi nhá. Ừ, thôi lần sau. Lần sau về sẽ vào nhà chơi. Ừ. Đấy. Hôm nay đi thì tiện thì qua đây thì lại không có quà gì, không bánh kẹo thì cho hai cháu. Ừ. Lần sau vào thì cho, còn anh thì anh là tính của anh là anh không cho tiền trẻ con. Đấy. Ừ. Nhá, rồi. Thôi anh về đây chào hai vợ chồng với lại chào hai cháu nhá. Xin chào nào. Nói cho to nào. tu mu chê hả? Ờ, thảo tư lo mà lo chê. Ờ. Rồi, anh đi đây. Ờ. Mua. Ờ. Đi về rồi em ơi. Vô tình. Video của em xin được phép kết thúc tại đây nha mọi người nhá. Video này thật ra cũng chỉ là cái video em vô tình đi thì thấy cụ khó khăn, cũng không phải là khó khăn mà thấy cụ vất vả mọi người ạ. Thấy cụ vất vả điệu một cái bó củi nó quá là nặng ấy. Đến em Huy béo đây bê lên xe còn khó, nhưng mà cụ đèo cụ gùi ấy từ bên thì tít dưới bên dưới đây này, đây tít tận phía dưới kia lên thì nó cũng rơi vào mấy cây số đấy. Nên là em với Huy đèo về thôi. Em xin được phép kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em xin cảm ơn ạ.